Kính thưa thầy Nguyễn Minh Thiên Hoàng, chuyên viên phòng tiểu học Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý thầy cô là lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo của các huyện. Kính thưa quý thầy cô là chuyên viên các phòng giáo dục đào tạo. Quý thầy cô là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Quý thầy cô là mạng lưới chuyên môn thể dục thể thao của các quận huyện về tham dự chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và phong trào thể thao trong trường tiểu học ngày hôm nay. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống mới. Việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần. Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần làm cho đất nước mạnh khỏe. Vậy nên tập luyện thể dục bồi bổ sức khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục, tôi tự ngày nào cũng tập. Thật vậy, việc tập thể dục hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta có một sức khỏe dẻo dai, một tinh thần minh mẫn để có thể học tập tốt và làm việc tốt. Do đó, hoặc tập thể dục đầu giờ, thể dục giữa giờ ở trường tiểu học có một ý nghĩa rất quan trọng, không những rèn luyện sức khỏe mà còn giúp học sinh bắt đầu một ngày mới với khí thế ngập tràn niềm vui. Mỗi khi tiếng nhạc rộn vang lên, báo hiệu giờ tập thể dục đầu giờ đã đến, tất cả học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Định được tập trung tại sân trường, hòa mình vào những động tác thể dục mạnh mẽ, khỏe khoắn. Thấy được tầm quan trọng trong việc luyện tập thể dục thể thao đối với học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có những công văn hướng dẫn các trường đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện cho học sinh tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, như các công văn số 4842 của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 19 tháng 10 năm 2018 về tăng cường tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường phổ thông. Chương trình phối hợp liên tịch số 3253 ngày 26 tháng 9 năm 2016 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa Thể thao về công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường giai đoạn 2016-2020. Công văn số 4136 ngày 23 tháng 11 2018 về tăng cường tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy các môn võ trong hệ thống giải học sinh thành phố và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường phổ thông. Từ đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở đó, trường tiểu học Nguyễn Thị Định đã tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả khả quan. Kính thưa toàn thể quý thầy cô, trường tiểu học Nguyễn Thị Định tọa lạc ở phường Tân Thứ Nhất, quận 12, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm học 2012-2013, đến nay là năm thứ 7. Trường đi vào hoạt động. Trường hiện nay có 31 lớp với tổng số học sinh là 1.484 em. Từ khi thành lập đến nay, trường đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động tập thể dục đầu giờ, thể dục giữa giờ. Đến nay, mọi hoạt động của nhà trường đều đã đi vào nề nếp, đảm bảo được 100% học sinh tham gia thường xuyên hàng ngày theo quy định. Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường, góp phần được nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Về các mặt thuận lợi của trường là trường được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân quận 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương các cấp và sự hợp tác, hỗ trợ của ban đại diện cha mẹ học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên tâm huyết với nghề, gắn bó, chia sẻ và đoàn kết. Hiện nay, khó khăn của trường đó là sĩ số học sinh các lớp đông, khoảng 48 học sinh trên lớp, ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, trong đó có hoạt động giáo dục về thể chất. Một số biện pháp trường đã thực hiện trong những năm qua. Bên cạnh chương trình giáo dục thể dục thể thao, giáo dục chính khóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở khối 1, một tiết trên tuần, học sinh từ khối 2 đến khối 5 được học 2 tiết trên tuần.
để thể hiện tốt trong công tác tập thể dục đầu giờ theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo dựa trên tinh thần thực tế của đơn vị, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức họp liên tịch để triển khai các công việc phân công cụ thể cho từng thành viên trong nhà trường, như giáo viên tổ bộ môn thể dục sẽ tiến hành dạy từng động tác trong bài tập thể dục đầu giờ, giữa giờ cho học sinh khối lớp 5 để các em sẽ thực hiện tập mẫu cho toàn trường. Mỗi ngày học sinh được tập 4 động tác, sau một tuần học thì các em đã tập luyện thuần thục bài tập thể dục theo quy định. Giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ phối hợp chỉnh sửa các động tác cho học sinh. Giáo viên âm nhạc dạy cho các em nghe nhạc và thuộc lời bài hát Vương Cao Phù Đổng. Sân trường được chia làm hai khu vực để luyện tập. Ở sân chính dành cho các học sinh khối lớp 1 đến khối 4. Ở sân phụ sẽ dành cho học sinh khối lớp 5 luyện tập. Nhà trường thực hiện gửi thông báo đến từng cha mẹ học sinh để đưa đón con em mình đi học đúng giờ, tham gia vào giờ tập thể dục đầu giờ và giữa giờ. Do trường mới thành lập, độ phủ cây xanh của trường chưa nhiều. Vào giờ ra chơi buổi sáng rất nắng, nên nhà trường đã chủ động cho các em học sinh tham gia tập thể dục đầu giờ, giúp các em rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, phát triển toàn diện. Chỉ 10 phút tập của bài tập thể dục, học sinh đã lấy lại được tinh thần sảng khoái để bắt đầu bước vào những tiết học mới. Hoạt động này vừa giúp phát triển thể chất cho học sinh, lại vừa tạo mối liên kết giữa cá nhân và tập thể. Buổi tập thể dục đầu giờ là hoạt động tập thể dục thú vị và rất hữu ích đối với học sinh, tạo cho các em một tinh thần đoàn kết, cùng nhau cố gắng vươn lên trong học tập, xây dựng ngôi trường của mình ngày càng vững mạnh. Hơn nữa, thể dục đầu giờ còn giúp các em có thêm động lực học tập tốt trong ngày mới bắt đầu. Vui, khỏe, đẹp là những thông điệp của tiết thể dục đầu giờ mà các thầy cô giáo muốn đem đến cho các em học sinh của mình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho các em. Nhà trường đã có những hoạt động tuyên truyền, vận động để không chỉ riêng học sinh mà cả những người thân trong gia đình của các em cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc tập thể dục để có một tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho các em học sinh, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Qua quá trình thực hiện, trường cũng đạt được một số kết quả như sau. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường và sự cố gắng phấn đấu của học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Định, trong những năm vừa qua, trường đã đạt được một số thành tích về thể dục thể thao. Riêng về hội thể dục đồng diễn, trường đã đạt thành tích như sau. Trong năm học 2017-2018, trường đạt một giải nhất và một giải ba hội thi đồng diễn thể dục bài thể dục đầu giờ, giữa giờ do Sở Giáo dục tổ chức. Năm học 2018-2019, đạt một giải nhất và một giải ba hội thi đồng diễn về võ nhạc. Ngoài những thành tích mà tập thể học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Định đã đạt được như trên, việc rèn luyện để có thân thể khỏe mạnh, dẻo dai, tinh thần minh mẫn là kết quả cao nhất mà thầy trò trường tiểu học Nguyễn Thị Định đã nỗ lực phấn đấu trong suốt thời gian qua. Qua quá trình thực hiện, tập thể chúng tôi cũng rút ra được một số kinh nghiệm như sau. Để đạt được những thành tích như trên, nhờ sự lãnh đạo của đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, luôn cố gắng tập thể, tập trung toàn bộ sức mạnh, đoàn kết, cùng nhau xây dựng nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho học sinh, để học sinh càng yêu thích luyện tập thể dục, thể thao, sẽ giúp các em phát triển về tinh thần, sức khỏe, thể chất, tim mạch, cấu trúc não bộ và nhận thức. Hàng ngày, nhìn những nụ cười rạng rỡ, những động tác nhanh nhẹn, khỏe khoắn của các em học sinh sau khi thực hiện bài thể dục đầu giờ, thầy cô giáo đều cảm thấy rất vui. Niềm vui đó đã trở thành niềm hạnh phúc khi được chứng kiến các em ngày càng lớn lên, ngày một tự tin và khỏe mạnh. Do đó, các trường cần tổ chức động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh hưởng ứng tham gia các phong trào tập thể dục đầu giờ và thể dục giữa giờ là một trong các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh tiểu học. Kính thưa quý thầy cô, với phương châm vì một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, trường tiểu học Nguyễn Thị Định đã và đang tổ chức cho tất cả học sinh được tham gia tập thể dục đầu giờ hàng ngày, giúp cho các em hiểu được tập luyện thể dục thể thao là rất cần thiết cho việc phát triển thể chất. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm các biện pháp thiết thực hơn nữa, đẩy mạnh các hoạt động thể dục đầu giờ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh đúng với khẩu hiệu
khỏe để xây dựng bảo vệ Tổ quốc, khỏe để kiến thiết đất nước. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý thầy cô, phần báo cáo tham luận của trường tiểu học Nguyễn Thị Định đến đây là hết. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý thầy cô nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, một năm học nhiều thành công và thắng lợi. Xin trân trọng kính chào. Kính thưa quý thầy cô, sau đây xin trân trọng kính mời quý thầy cô cùng xem một bài tập thể dục buổi sáng của trường tiểu học Nguyễn Thị Định được diễn ra tại trường. Quý thầy cô đang theo dõi tiết mục thể dục đầu giờ của trường tiểu học Nguyễn Thị Định. Hàng ngày các em được tập vào lúc 7 giờ sáng, nhưng ngày hôm nay thì các em đang tập ở ngoài sân và chúng ta đang theo dõi trực tiếp. Kính thưa quý lãnh đạo cùng toàn thể quý thầy cô, tôi xin đại diện trường tiểu học Lê Văn Thọ được báo cáo tham luận một số biện pháp giúp học sinh tiểu học tích cực tham gia phong trào thể thao. Như chúng ta đã biết, hoạt động giáo dục thể chất nói chung và việc tham gia các phong trào thể thao trong nhà trường nói riêng có vai trò hết sức quan trọng nhằm giúp học sinh phát triển một cách toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Bên cạnh đó, giúp các em hiểu được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện, giữ gìn sức khỏe, nâng cao năng lực, góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục thể chất và việc tổ chức cho học sinh tích cực tham gia các phong trào thể thao trong nhà trường,
trường tiểu học Lê Văn Thọ trong thời gian qua đã từng bước triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Năm 1997, Ủy ban Nhân dân quận 12 quyết định thành lập trường tiểu học Tân Thới Hiệp. Vào năm học 2004-2005, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, trường được xây dựng mới với khuôn viên gần 14m², gồm 48 phòng học và các phòng chức năng. Đến ngày 2 tháng 4 năm 2009, trường chính thức đổi tên thành trường tiểu học Lê Văn Thọ. Nhiều năm liền, trường tiểu học Lê Văn Thọ được công nhận là tập thể lao động xuất sắc và vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc cấp thành phố. Có được những thành tích như vậy là do được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân quận 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương các cấp và sự hợp tác, hỗ trợ của ban đại diện cha mẹ học sinh. Hiệu trưởng nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, chủ động chỉ đạo công tác thể dục thể thao, nâng chất đội ngũ giáo viên thể dục với nhiều biện pháp thiết thực. Đội ngũ giáo viên thể dục trẻ, nhiệt tình, có chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tự học, tự rèn, luôn quan tâm đến chất lượng dạy và học, có sự đoàn kết thống nhất cao trong đội ngũ. Bên cạnh những thuận lợi trên, thì nhà trường cũng gặp một số khó khăn như sĩ số học sinh quá đông, bình quân là 51 học sinh trên một lớp, nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hình thức học tập nhằm nâng cao tính tích cực cho học sinh. Tình hình học sinh tham gia các câu lạc bộ và các môn thể dục thể thao còn hạn chế. Xác định tầm quan trọng phải tổ chức cho học sinh tích cực tham gia phong trào thể thao, yêu thích và tham gia ít nhất một môn thể thao, trường tiểu học Lê Văn Thọ đã triển khai thực hiện một số biện pháp giúp học sinh tích cực tham gia phong trào thể thao. Sau đây, kính mời quý lãnh đạo, quý thầy cô cùng theo dõi video clip sau về một số biện pháp thiết thực mà nhà trường đã thực hiện trong thời gian qua về phong trào thể thao. Quý thầy cô, quý lãnh đạo và quý thầy cô vừa xem xong một số hoạt động mà trường tiểu học Lê Văn Thọ đã thực hiện trong thời gian qua, cho thấy công tác phát triển giáo dục thể chất và tạo sân chơi thể dục thể thao cho học sinh là một trong những nội dung mang tính chiến lược của nhà trường, có tầm quan trọng trong việc phát triển giáo dục và đẩy mạnh mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học. Với những nỗ lực vượt khó của đội ngũ thầy và trò trường tiểu học Lê Văn Thọ và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, của toàn xã hội, chắc chắn trong một thời gian không xa, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể thao, giúp cho học sinh có được sân chơi bổ ích, qua đó rèn luyện sức khỏe, hỗ trợ cho việc học tập được tốt hơn, đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh trong giai đoạn hiện nay. Về tôi vừa báo cáo xong thông luận của nhà trường, tôi xin cảm ơn quý lãnh đạo và quý thầy cô đã lắng nghe. Kính chúc quý lãnh đạo, quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Tôi xin trân trọng kính chào. Trước hết là rất là cảm ơn Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12, các thầy cô, nhân viên, giáo viên, công nhân viên, cán bộ quản lý của trường tiểu học Nguyễn Thị Định cũng như trường Lê Văn Thọ đã tạo mọi điều kiện cũng như là tổ chức một cái chuyên đề ngày hôm nay phải nói là rất là hợp, rất là hoành tráng, tiếp đón từ tất cả các khâu. Xin các thầy cô chúng ta nồng nhiệt bằng một tràng pháo tay để khen ngợi cho đơn vị đăng cai đã thực hiện chuyên đề tới giờ phút này rất là thành công. Điều tôi xin được muốn nói như thế này là đúng là hôm nay tôi đi ngang qua cái trường Nguyễn Thị Định này nhiều lần lắm rồi nhưng mà chưa có dịp vào. Hôm nay vào thì phải nói rằng là một cái ấn tượng rất là đập vào mắt mình, đó là trường tới cái ba cổng, rồi khuôn viên rất là rộng, rất là sạch, xanh, nhiều bóng mát. Như vậy nó rất là thích hợp cho vấn đề chúng ta nâng cao cái chất lượng giáo dục thể chất cũng như rèn luyện thân thể cho học sinh. Đó là một trong những cái điều mục tiêu để chúng ta phát triển văn thể mỹ cho các em học sinh tiểu học, để trong một tinh thần minh mẫn, một tinh thần minh mẫn trong một thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Đó là cái điều chúng ta mong muốn nhất khi chúng ta làm công tác giáo dục tiểu học cho các em học sinh. Bởi vì chính cái môi trường giáo dục
tiểu học, giáo dục thể chất cho các em làm quen và phù hợp với sức khỏe của mình, được học tập ở một cái môn thể thao nào đó, được chơi một cái môn thể thao nào đó mà các em yêu thích. Đó là mỗi nhà trường chúng ta cần phải làm. Dù cơ sở vật chất có khó khăn đi nữa, nhưng bài thể dục phát triển chung, bài thể dục chính khóa theo chương trình quyết định 16 phải được triển khai và được tập luyện theo phân phối chương trình. Đó là cái điều mà chúng ta phải thực hiện, là cái nhiệm vụ trọng trách của người giáo viên. Đặc biệt là với Tân Bình thì tới ngày hôm nay về số lượng giáo viên dạy thể dục là ở các trường là đầy đủ, tương đối là không có thiếu về cái lực lượng, về cái nguồn nhân lực. Cái thứ hai là hôm nay thì chúng tôi học hỏi rất là nhiều qua hai cái bài tham luận mà được gửi cho các quận huyện, thì chúng tôi cũng rất là tâm đắc. Các thầy cô cũng nói được những cái thuận lợi, và những cái thực trạng của các thầy cô cũng là những cái thực trạng mà bản thân không chỉ quận Tân Bình mà các quận khác, các trường không có cơ sở như trường Nguyễn Thị Định là một cái điều mà chúng tôi cũng rất là trăn trở. Thật sự cái bài thể dục đầu giờ cũng như bài thể dục giữa giờ thì Tân Bình thì cũng chỉ có một số trường là có khuôn viên rộng, hoặc là trường Đống Đa là Tiên Tiến Hiện Đại thì cái sĩ số học sinh nó ít. Tiên Tiến Hiện Đại thì mỗi lớp chỉ có 30 em thôi, cho nên khuôn viên thì có thể tập luyện được toàn bộ các em học sinh trong cái đầu giờ cũng như là bài tập giữa giờ giống như trường Nguyễn Thị Định. Thì cái điều này thì tùy theo đơn vị trường thì chúng tôi chỉ đạo là làm sao làm ít nhất mỗi khối trong một buổi học các em phải xuống ít nhất là sân để tập một hoặc hai lần, tùy theo cái sự phân chia của các thầy cô theo thời khóa biểu. Cái thứ hai là về vấn đề hồ bơi, tôi thấy hai cái hồ bơi lớn của trường Nguyễn Thị Định đó là cái điều mong ước mà các trường tiểu học Tân Bình rất là thích. Bởi vì chúng tôi thì ở khu vực Tân Bình thì cũng có rất là nhiều cái hồ bơi, và chúng tôi đã thực hiện cái kế hoạch phổ cập bơi lội cho học sinh khối lớp 3, làm sao cho các em chống đuối nước. Chứ còn chuyện bơi là còn cái chuyện lâu dài, cho nên là chúng tôi chỉ mong là làm sao cho các em đứng nước được. Đó là cái điều mà chúng tôi đã làm được trong năm học 17-18, và năm nay chúng tôi tiếp tục phổ cập cái kế hoạch bơi lội. Điều cuối cùng thì phải nói rằng là ngày hôm nay, đặc biệt là sự quan tâm của phòng tiểu học sở đã tạo mọi điều kiện và giao một cái chuyên đề mà cục 4 chuyên môn của chúng tôi cũng sẵn sàng nhận và đã làm cái chuyên đề này. Biết rằng trong việc tổ chức của cụm 4 hay là của đơn vị đăng cai quận 12 chúng tôi có sơ suất gì thì xin các thầy cô cũng lượng thứ. Và đây chính là cái cơ hội để các thầy cô, đặc biệt là các thầy cô giáo dục thể chất á, mình có cơ hội để mình nói, chia sẻ, bởi vì chính các thầy cô là cái người mà hướng dẫn cho các em học sinh được tập thể dục qua những cái bài tập thể dục phát triển chung cũng như là những bài thể dục phát triển năng khiếu, để sau cái giờ học buổi chiều chúng ta có thể thành lập những câu lạc bộ để rèn cho các em yêu thích một bộ môn nào đó. Dạ, xin cảm ơn và xin hết lời ạ. Như chúng ta cũng đã biết là công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao trong trường tiểu học hiện nay thì chúng ta thấy tất cả các trường chúng ta đều rất là quan tâm và chúng ta chú trọng để chúng ta nâng cao cái chất lượng thực hiện. Theo sự chỉ đạo của Sở Dục và Đào tạo thì Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 cũng như là các quận huyện khác đã thực hiện cái công tác này trong thời gian vừa qua, và đến với lại chuyên đề này được sự phân công của Sở Dục và Đào tạo cũng như là của quận 4 thì Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 cũng đã phân công hai trường, đó là trường tiểu học Nguyễn Thị Định và trường tiểu học Lê Văn Thọ để thực hiện về chuyên đề này. Cũng nhằm để chia sẻ với lại quý thầy cô, tất cả các phòng giáo dục trong thành phố của chúng ta về công tác này. Cũng giới thiệu thêm với lại quý thầy cô, đối với lại trường tiểu học Nguyễn Thị Định đã được thành lập cách đây 6 năm. Và hiện nay sĩ số học sinh của trường là 1.478 học sinh với 31 lớp. Sĩ số bình quân là 47,7 học sinh trên lớp. Và trường tiểu học Nguyễn Thị Định là một trong những trường được đầu tư về cơ sở vật chất. Như quý thầy cô cũng thấy thì cơ sở vật chất của trường cũng được khang trang và cũng đáp ứng được các hoạt động để nhằm để giáo dục toàn diện cho học sinh. Và
đối với lại trường này cũng muốn giới thiệu với lại tất cả quý thầy cô là ở trường cùng với lại sự quan tâm của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên của trường thì tất cả các em học sinh cũng đã được thực hiện tập thể dục đầu giờ. Tất cả học sinh khi vào lúc 7 giờ thì các em học sinh được sự hướng dẫn của quý thầy cô và các em đều được tập thể dục. Như vậy thì đây là một trong các trường thực hiện được cái phần này cho tất cả các em học sinh. Một số trường còn lại của chúng tôi thì cũng giống như các trường của các quận huyện của các thầy cô, như các thầy cô vừa mới nói, thì điều kiện về cơ sở vật chất cũng chưa đáp ứng đủ như trường tiểu học Nguyễn Thị Định. Thì các trường cũng thực hiện các phương pháp như quý thầy cô đã chia sẻ, thì cũng chia từng khối để thực hiện và cũng thực hiện theo ngày. Đối với lại trường tiểu học và Lê Văn Thọ thì có thể nói đây là trường có số lượng học sinh rất là đông, 4.569 học sinh với 90 lớp và bình quân là 51 học sinh trên lớp. Và hôm nay thì cũng muốn chia sẻ với lại quý thầy cô là với cái trường với số lượng rất là đông như vậy, nhưng mà với cái sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường và học sinh của trường tiểu học Lê Văn Thọ thì cũng cố gắng trong cái điều kiện cơ sở vật chất của trường mình và với cái điều kiện thực tế số lượng học sinh đông như vậy, nhưng mà trường cũng cố gắng để tổ chức các hình thức câu lạc bộ thể thao ở trong nhà trường và nó phù hợp với lại cái điều kiện thực tế của nhà trường. Về cái tình hình này thì chắc cũng là sự đồng cảm chia sẻ của các trường ở các quận huyện khác trong thành phố cũng có cái tình hình là cái số lượng học sinh cũng rất là đông. Và quận 12 cũng là một trong những quận mà có số học sinh đông như vậy. Tuy nhiên với cái theo tôi thì với cái nội dung mà chúng ta hiện nay chúng ta đang chủ trương chúng ta thực hiện giáo dục học sinh toàn diện về các mặt, trong đó cái công tác giáo dục thể chất là vấn đề hết sức là được quan tâm và chú trọng như vậy, thì tôi nghĩ là trong điều kiện nào chúng ta tùy theo cái tình hình thực tế tại trường chúng ta sẽ áp dụng tất cả các biện pháp thiết thực nhất để chúng ta giúp cho học sinh có được cái sự yêu thích đối với lại thể dục thể thao, các em có thể tạo được, tham gia được một cái môn thể thao mà các em yêu thích. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi hết sức quan tâm. Và hôm nay thì với sự tham dự rất là đông đủ của quý thầy cô, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 cũng như là các trường trong quận 12 cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý thầy cô đã về đây để cùng chia sẻ với chuyên đề này và cũng có những cái đóng góp ý kiến đối với thực hiện chuyên đề. Và cuối cùng thì cũng xin kính chúc quý lãnh đạo, quý thầy cô luôn mạnh khỏe và thành công ạ. Xin kính chào tất cả quý thầy cô. Trước hết thì lời đầu tiên tôi muốn nói là hôm nay tôi rất vui là lại được gặp lại tất cả các anh chị là giáo viên của giáo dục thể chất mà chúng ta đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp, đúng không ạ? Từ cái chuyên đề của chúng ta tại trường Kỳ Đồng cách đây cũng 4 năm rồi. Rồi mặc dù mỗi năm thì chúng ta có gặp lại với nhau trong bóng đá học đường, nhưng mà nó cũng không là bao cả. Rồi đến bây giờ thì tôi mới được gặp lại các anh chị. Và như tôi quan sát các anh chị nãy giờ thì thực sự các anh chị cũng đặt cái sự chú tâm của các anh chị đối với cái chuyên đề này ở nhiều cái nội dung khác nhau. Tại vì đơn giản là sáng nay chúng ta chỉ thấy có hai hoạt động thôi, đó là hai cái tham luận. Một tham luận của trường Nguyễn Thị Định và một tham luận của trường Lê Văn Thọ. Và tôi nghĩ rằng là khi các anh chị đến đây, các anh chị mong muốn là có một cái gì đó nó đặc thù thể dục thể thao đối với các anh chị nữa, để các anh chị có thể tiếp thu, đúng không ạ? Thì tôi cũng xin nói rõ thêm rằng là có thể ngày hôm nay chúng ta không cung cấp những cái bài tập mới, những cái hoạt động thể dục mới, mà chúng ta đang giới thiệu những cái mô hình ở góc độ quản lý để cho các giáo viên giáo dục thể chất, cho các ban giám hiệu nhà trường, cho các thầy cô là quản lý phòng giáo dục đào tạo á, chúng ta có được thêm một số cái mô hình để quản lý tổ chức những cái hoạt động đó. Và như cái tên của chuyên đề là gì? Chúng ta thấy rằng là phát triển phong trào giáo dục thể chất và hoạt động phong trào thể thao tại nhà trường. Và sáng nay thì tôi đã thấy được một mảng của chuyên đề, đó là cái hoạt động mà thể dục thể thao cho đối với học sinh của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ thêm một điều như thế này,
phong trào thể dục thể thao nó không dừng lại ở học sinh mà nó còn có cả giáo viên mình tham gia nữa, đúng không ạ? Và khi chúng ta tổ chức được những cái hoạt động phong trào thể dục thể thao cho giáo viên tham gia thì dĩ nhiên giáo viên cũng sẽ là một cái nòng cốt để mà đẩy cái phong trào của trường lên. Đó là cái thứ nhất tôi muốn chia sẻ với thầy cô. Cái thứ hai tôi muốn chia sẻ với thầy cô đó là chắc là thầy cô cũng đã biết rằng là cái đề án phát triển giáo dục thể chất thể thao trường học năm 2016-2020 định hướng đến năm 2025 mà Thủ tướng đã ký đó. Trong này có 3 nội dung quan trọng mà tôi xin được nhắc lại một lần nữa. Nội dung thứ nhất là 100% học sinh của trường phải được tập thể dục sáng hoặc thể dục giữa giờ. Thì đến thời điểm này thì trường Nguyễn Thị Định đã chia sẻ với chúng ta rằng là trường tập thể dục buổi sáng. Và một số đơn vị khác là quận 1, quận 7 và một số trường khác thì chúng ta chia sẻ là tập theo định kỳ. Mỗi tuần sẽ có một khối xuống sân, xin lỗi, mỗi ngày sẽ có một khối xuống sân và các khối khác thì tập trên hành lang để bảo đảm là chúng ta thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng, đó là 100% học sinh. Cái thứ hai là cái này là tôi nghĩ rằng là chúng ta chưa đạt được. Đó là 50% học sinh phải được dạy bơi tại trường. Cái này thì chúng ta tôi nghĩ là cái tỷ lệ này một số quận huyện có thể làm được. Tôi ví dụ như quận 1 có thể phổ cập bơi 100% đối với học sinh lớp 3. Một số quận huyện khác. Tuy nhiên thì cái điều kiện khó khăn lớn nhất mà chúng ta gặp phải đó là cái hồ bơi. Không phải phòng giáo dục nào cũng có thể có được nhiều hồ bơi đâu. Và chính vì vậy thì sáng nay tôi rất muốn anh Dũng chia sẻ về cái việc mà tổ chức cái xây dựng hồ bơi tại trường Nguyễn Thị Định. Và rõ ràng là phần chia sẻ vừa rồi của anh Dũng cũng đã mở ra cho chúng ta một số điều. Đúng không ạ? Như vậy thì không quá lo lắng lắm về cái vấn đề mà tiền ở đâu để xây. Tại vì chắc chắn rằng là cái công tác xã hội hóa sẽ giúp chúng ta kiếm được tiền để mà xây hồ bơi. Cái khó của chúng ta là gì? Đất ở đâu để xây? Dạ đúng không ạ? Như vậy thì các phòng giáo dục đào tạo chúng ta về xem lại xem những đơn vị nào chúng ta còn có khả năng để chúng ta làm được. Tôi ví dụ như là ở Tân Phú, chỉ trong vòng 2 năm thôi là Tân Phú đã xoay sở và khánh thành, tôi nhớ là 4 hồ bơi phải không anh Hồng? Liên tục 4 hồ bơi tại Tân Phú và mặc dù Tân Phú tỷ lệ học sinh hai buổi ngày chỉ có 27% thôi. Nhưng mà với cái sự nỗ lực của họ, Tân Phú cũng không phải là một quận mà có nhiều đất đâu các anh chị. Đất Tân Phú bây giờ cũng là đất vàng rồi. Thì tôi nghĩ rằng là nỗ lực thì ráng chúng ta tìm. Chứ còn như một cô giáo ở quận 7 nói rằng là trường nào cũng được như trường Nguyễn Thị Định thì tôi xin lỗi, thành phố chúng ta không có tiền để chúng ta làm được những vấn đề đó. Bởi vì chúng ta không có quỹ tiền, không có quỹ đất. Mà mỗi năm chúng ta cố gắng lắm chúng ta xây được khoảng chừng 6-7 trường, 8 trường là đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà các anh chị biết không, là một năm chúng ta xây 8 trường, 10 trường thì không đủ đáp ứng cho con em của chúng ta vào lớp 1 được các anh chị. Tôi tính trung bình là tôi xây 10 trường thì là chúng ta có 10.000 chỗ học. Nhưng mà sĩ số bình quân đầu vào trừ đầu ra mỗi năm là khoảng chừng 10.000 không à. Có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng lỗ thôi. Thôi thì chúng ta cũng đành phải cố gắng và tùy theo cái sân bãi mà chúng ta tổ chức những cái hoạt động của chúng ta. Cái mà tôi muốn nhắc, cái thứ ba, cái này thì rất là quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với lại các giáo viên giáo dục thể chất của chúng ta. Đến giờ này thì các anh chị cũng mới biết là thông tư 32 ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được ra ban hành. Và trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể này thì môn giáo dục thể chất của chúng ta cũng đã có một cái nội dung khá là mới. Trong đó thì tôi xin nhấn mạnh rằng là đối với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới của chúng ta thì năng lực mà chúng ta cần đào tạo cho học sinh tiểu học của chúng ta là 3 năng lực chính. Năng lực thứ nhất là năng lực chăm sóc sức khỏe, tự chăm sóc sức khỏe. Và từ trước tới giờ thì chúng ta chỉ tập trung vào việc huấn luyện cho học sinh các bài tập rèn luyện và kỹ năng thực hành thôi, đúng không ạ? Và cái năng lực thứ hai là cái năng lực về vận động cơ bản. Cái này thì chúng ta đã làm bao nhiêu năm qua rồi, những cái bài tập thể dục, rồi những cái động tác và những cái trò chơi hỗ trợ vân vân. Và năng lực thứ ba là hoạt động thể dục thể thao. Và năng lực này nó có một cái điểm đổi mới, đó là ngay từ học sinh lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh lớp 1 sẽ có một cái thời lượng để mà để rèn luyện một môn thể thao mà các em yêu thích. Thay vì chương trình cũ của chúng ta là lớp 4 với lớp 5, đúng không ạ? Lớp 4 với lớp 5 chúng ta mới có cái môn thể dục thể thao tự chọn. Thì bây giờ nó đưa thẳng vào trong lớp 1. Và điều này nó bắt buộc giáo viên của chúng ta phải suy nghĩ khá nhiều. Một điểm nữa là đa phần giáo viên giáo dục thể chất của chúng ta được đào tạo từ các trường sư phạm, các trường thể dục. Thì chúng ta đã từng được đào tạo ở góc độ là chú trọng vào các kỹ năng rèn luyện và kỹ năng thực hành. Cũng như là kỹ năng làm thế nào để có thể đạt được những cái thành tích tốt nhất trong rèn luyện, đúng không ạ? Còn bây giờ thì trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể nó đòi hỏi chúng ta phải có thêm một kỹ năng nữa. Dạy cho học sinh cái gì ạ? Cái
việc mà các em phải chủ động thực hiện chế độ dinh dưỡng. Có nghĩa là bây giờ phải dạy cho học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, 4, 5 là ăn cái gì, bổ cái gì, từng mảng đó. Trước đây thì nó nằm cái mảng ở cái mảng này nó sẽ nằm ở cái môn kỹ thuật công nghiệp của lớp 4 và lớp 5. Thì bây giờ nó sẽ dính luôn vào cái môn giáo dục thể chất của chúng ta. Và do vậy thì chắc chắn là các anh chị giáo dục giáo viên thể dục của chúng ta sẽ có nhiều việc hơn để làm. Cái cuối cùng tôi cũng chỉ muốn nói rõ như thế này. Đó là qua hai chuyên đề, qua hai tham luận của trường Nguyễn Thị Định và trường Lê Văn Thọ mà chúng ta được nghe sáng nay, thì tôi cũng đã cố tình chọn hai đơn vị mà có sĩ số rất đông. Như là trường Lê Văn Thọ thì hồi nãy cô Thảo Phó trưởng phòng cũng đã nói rồi. Gần 4.000 học sinh với 90 lớp. Thì các anh chị cứ thử so sánh cái sĩ số đó với sĩ số của các anh chị thì nó như thế nào, đúng không ạ? Và cái sân trường nó như thế nào đi nữa mà nó so với 4.000 học sinh 90 lớp thì không có sân nào có thể nuốt nổi cả. Do vậy thì đó cũng là một cái mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm. Và tôi biết rằng là nhiều quận huyện của chúng ta điều kiện sân bãi còn khó khăn. Bởi vì tôi đã từng đến những trường ví dụ như Tân Quy, quận 7 hoàn toàn hầu như không có một miếng sân nào mà chỉ có 10 lớp thôi. Rồi tôi đã từng ghé trường Chi Lăng, quận Tân Bình. Sân của Chi Lăng thực sự ra chỉ là một cái rẻo thôi. Cho nên là còn rất là nhiều trường còn thiếu. Nhưng mà chúng ta sẽ tranh thủ, chúng ta tìm mọi cách để chúng ta gỡ những cái khó đó. Chúng ta làm sao cho học sinh chúng ta được rèn luyện. Và không chỉ rèn luyện trong những bài tập thể dục giữa giờ, học sinh của chúng ta nó ngồi trong lớp, sau một tiết, hai tiết nó cũng sẽ mỏi. Thì cố gắng dạy cho nó những cái bài tập nó có thể rèn luyện tại chỗ. Và khi mà tổ chức cho học sinh rèn luyện cần chú ý, thứ nhất là phải luôn chú ý đến cái tính an toàn cho học sinh. Ví dụ như sáng nay không biết là khi mà tôi bước lên cái sân khấu, tôi có cúi xuống, tôi làm một cái động tác, không biết anh chị có thấy không ạ? Bởi vì cái trên cái sân của chúng ta đó, là cái sân khấu của chúng ta do các anh lớn tập võ hồi nãy á, các anh nhảy mạnh quá thì cái con ốc nó mới bung lên. Điều đó có nghĩa rằng là các bé nhỏ mà sau đó mà lên mà tập á, mà lỡ mà các bé đạp trúng thì nó cũng sẽ có một cái vấn đề. Do vậy thì chúng ta luôn luôn chú ý rằng là trong quá trình tổ chức học sinh rèn luyện phải chú ý bảo đảm cái tính an toàn cho học sinh. Đôi khi nhiều chuyện nó xảy ra ngoài sự cố, bởi vì tôi biết rằng là cái chuyện bung con ốc này là hoàn toàn ngoài dự định, ngoài cái dự phòng của trường Nguyễn Thị Định, bởi vì cái sân khấu của mình quá đẹp. Nhưng mà tại vì học sinh của chúng ta nó tập võ, nó làm mạnh quá, nó làm rầm rầm mạnh quá, văng cái con ốc lên thôi chứ không có gì cả. Thì như vậy thì chúng ta phải luôn để ý. Cái thứ hai là giáo viên của chúng ta cần chú trọng khi tổ chức rèn luyện cho học sinh. Điều quan trọng nhất là cho học sinh cái kỹ năng để mà rèn luyện thân thể, rèn luyện sức khỏe trước, rồi mới chú ý tới cái việc mà tập trung đạt thành tích cao. Như vậy thì cái việc rèn luyện thân thể chung này là cho toàn trường. Em nào cũng phải có cái khả năng rèn luyện đó. Và nó rèn luyện đó để nó có sức khỏe, để nó học tập. Còn việc tập trung để rèn luyện kỹ năng đạt thành tích cao là những cái hoạt động khác mà chúng ta sẽ tập trung cho câu lạc bộ nói riêng. Cái cuối cùng, để làm được những cái hoạt động này thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn các giáo viên giáo dục thể chất của chúng ta sẽ cần được sự hỗ trợ rất nhiều từ phía ban giám hiệu nhà trường, từ phía các hoạt động của phòng giáo dục. Do vậy thì tôi đề nghị là các trường có những cái chế độ chính sách hỗ trợ cho giáo viên giáo dục thể chất, cũng như đưa ra những cái phong trào để mà cho giáo viên của chúng ta có thể tham gia vận động. Tôi không nói là giáo viên giáo dục thể chất nói chung đâu, mà kể cả giáo viên toàn trường. Tôi thấy rằng là các anh chị đã có một số cái hoạt động như là kéo co, rồi đua xe đạp vân vân và vân vân đó, trong những cái dịp lễ hội. Thì hãy tạo cho nó thành một cái phong trào rèn luyện. Tôi ví dụ đơn giản như buổi sáng tập thể dục giữa giờ thì tại sao giáo viên không xuống tập chung với học sinh? Giáo viên cũng cần rèn luyện mà, đúng không ạ? Thì đó cũng là một số cái mà tôi gợi ý thêm. Và tôi nghĩ rằng là đối với những hiệu trưởng nào mà có tinh thần thể thao thì những cái hoạt động thể dục thể thao đó hoàn toàn là những cái việc mà có thể làm trong tầm tay, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị đã đến đây lắng nghe ý kiến của tôi và triển khai lại cho đơn vị của mình. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những ý kiến chỉ đạo hết sức quý báu từ phía thầy Nguyễn Minh Thiên Hoàng, chuyên viên phòng tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo. Kính thưa quý vị, chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và phong trào thể thao ở trường tiểu học xin khép lại tại đây. Một lần nữa xin kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu, xin kính chúc sức khỏe toàn thể các thầy cô. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.